Xin chào tất cả mọi người, hôm nay giới thiệu với anh em mình có mẫu laser dành cho tất cả anh em chơi gắn vào súng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em lắp vào súng nhá. Trước khi hướng dẫn thì mình anh em chờ một chút để mình lấy những cái mẫu laser ra để giới thiệu cho tất cả anh em xem. Cách thức mua thì anh em gọi điện trực tiếp đến các số điện thoại kia nhé. Bên shop vẫn gửi hàng cho mọi người là COD. Đấy, nhận hàng kiểm tra rồi trả tiền. Ở đây thì mình có 3 cái mẫu laser. Trước tiên là cái mẫu laser đỏ ạ. Laser xanh. Đấy, và laser xanh đựng trong hộp nhựa loại to để cho anh em nào cần. Thì cần như thế nào? Ở đây mình đã có một cái mô hình. Đấy, một cái mô hình súng đây. Mình sẽ lắp ráp thử để cho anh em xem nhé. Trước khi lắp ráp thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em mua bán. Đầu tiên đây là một cái laser màu đỏ. Màu đỏ của nó thì nó sẽ đi kèm cho chúng ta là gồm những cái này. Đây một bộ chân. Chân này thì để chúng ta gắn vào chân 20. Bên trong này là chân 11. Đấy. Khi chúng ta sử dụng cái chân này thì chúng ta nếu mà gắn vào chân 11 ý, tí nữa mình sẽ hướng dẫn nhé. Đấy, chúng ta chân 11 bên trong này chúng ta mà muốn gắn chúng ta lộn cái này lại. Đấy, tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Và nó đi kèm cho chúng ta một cái chân kẹp vào lòng súng. Lòng súng ví dụ súng tiệp này, súng chế này, súng thể thao này, súng cồn này. Đấy, chúng ta có thể là dùng cái chân này để kẹp. Đấy, nếu không có cái chân này thì chúng ta không biết kẹp vào đâu đâu. Đây là những khẩu súng chế. Đấy, nó sẽ đi kèm cho chúng ta một quả pin và một cục sạc. Đấy, pin là hết đại sạc nhé. Nó sẽ đi kèm cho chúng ta cả một cục sạc nữa. Hiện tại cục sạc mình quên mất không cầm vào đây rồi. Đấy, màu laser đỏ ạ. Đây, laser đỏ của nó là như thế này đây. Đấy, nó có cả một cái đuôi chuột đi kèm. Đây, nó đỏ. Đấy, mọi người nhé, laser đỏ. Đỏ chói luôn đấy. Và đây một cái laser xanh. Cái laser xanh này thì nó cũng giống cái laser đỏ thôi. Nó chỉ khác nhau ở cái màu. Nó sẽ đi kèm cho chúng ta đầy đủ lục giác, rồi pin và những cái phụ kiện đi đầy đủ công tắc. Cái công tắc này thì chúng ta không nên dùng nhé. Không nên dùng công tắc này mà chúng ta sẽ lên dùng công tắc dây. Đấy, hãy nên dùng công tắc dây như thế này để chúng ta điều khiển cho nó dễ. Và đây là laser xanh. Laser xanh mọi người nhé. Đấy, và chúng ta cậy đầu đi. Laser xanh này thì bán với giá là 330.000 đồng. Đấy, bên shop báo giá công khai thế để cho anh em nắm bắt và biết. 330.000 đồng là bao ship laser màu xanh như thế này. Đây mình sẽ gắn cho anh em xem cái quả pin nhé, để xem nó sáng như thế nào. Cái này thì nó rất là sáng luôn, mọi người lưu ý nhé, rất chi là sáng. Nên là anh em sử dụng thì phải sử dụng bằng cái đuôi chuột, nó đỡ tốn pin. Chúng ta sử dụng bằng cái đuôi chuột. Sử dụng bằng cái đuôi chuột này này thì mỗi lần bắn ý, thì chúng ta không bị tốn pin nhiều. Nhiều bác cứ bắn dùng cái công tắc để bật này, nó rất là tốn pin. Cái tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem. Anh em cứ xem hết video đi. Đấy, cái đuôi chuột của nó là như vậy. Nó tác dụng là khi dùng đến thì chúng ta bấm nút, còn không dùng đến thì chúng ta không bấm nút nữa. Nó rất là dễ sử dụng để cho chúng ta khi chơi súng. Đấy, màu xanh. Cái này là màu xanh này, nó xanh này để bắn ban ngày nhé. Mọi người lưu ý nhé, đỏ bắn ban tối. Vì màu xanh này ban ngày ý, thì nó mới được sáng xa. Còn màu đỏ ban ngày ý, thì nó không sáng được vì nó lẫn vào ánh nắng mặt trời. Nên là nó không sáng bằng ánh bằng xanh. Xanh thì bắn ban ngày. Xanh mà bắn ban tối bị lóe, bắn vào bụi cây nó xanh xanh nét lên nẹt lên ý các bác ạ. Còn đây là cái laser màu xanh loại to. Đấy, loại này loại to hơn mọi người nhé. Loại này thì bán cũng là rẻ thôi. Đấy, cái này thì nó là đắt hơn cái kia 20.000, 350 mọi người nhé. Đấy, lúc đắt lúc rẻ nó tùy thời điểm. Đấy, quả pin nó to hơn. Đây, củ sạc của nó đi kèm đây. Đấy, nó sẽ đi kèm cho chúng ta củ sạc. Và đây mình xin mời anh em xem chi tiết mình lắp ráp để cho anh em hướng dẫn, để cho anh em biết đỡ phải hỏi nhiều về tình trạng. Đây, anh em xem cho hết video nhé. Mình mang cái cây này ra ngoài kia cho nó đủ ánh sáng. Và đây là cái số điện thoại của shop, anh em mua thì gọi điện trực tiếp vào đó. Đây là cái mô hình anh em nhé, cái mô hình của mình. Đấy, cái này nó không có lòng có yếc gì đâu. Đây, lỗ không này, nó không có lòng, không có cò gì cả, không có quy búa đập gì cả nhá. Cái này cái mô hình thôi. Đó là một xác chết Ai Cập. Đấy là một mô hình để dành cho anh em xem. Đầu tiên thì cái laser của nó sẽ gồm như thế nào. Ví dụ chiếc laser đuôi chuột mõm nhọn này, cái loại mõm nhọn nhá. Anh em mua thì bảo tôi mua cái mõm nhọn. Cái này màu đỏ ạ. Đấy, màu đỏ ạ. Các bác nhìn thấy rồi đúng không? Đây là ban ngày, nó không thể sáng bằng cái màu xanh này được. Đấy, màu xanh ban ngày nó mới sáng như này được. Thì cái laser này chúng ta kẹp vào như thế này. Đấy, nó có chân 11 ở bên trong này. Thì chúng ta không dùng chân ngoài nữa, thì chúng ta lộn lại cái chân này ra ngoài, đúng không? Cái chân này chân 20. Hiện tại chân 20 này chúng ta không kẹp được, thì chúng ta phải lộn lại.
nha các bác nhé, phải lộn lại để mình lấy cái cốt gen của nó để mình siết chặt cái chân này vào đấy cho nó chắc chắn. Và lên mọi người nhìn này rất đẹp đúng không? Đấy là cái laser này kẹp kẹp vào đầu lòng của khẩu súng đấy, hoặc là anh em kẹp vào lòng súng thì nó kèm cho chúng ta một cái chân kia nữa. Rồi cái laser xanh loại mõm nhọn này, anh em mua thì bảo tôi mua laser mõm nhọn nhé. Laser xanh mõm nhọn ấy thì là 330, còn laser xa đỏ mõm nhọn như giống như này thì là 300.000 đồng, giá đã bao gồm phí cước vận chuyển. Đấy, nó có hai loại màu, mõm nhọn này nó có hai loại màu, màu xanh và màu đỏ. Màu xanh là 330, màu đỏ là 300.000 đồng, bao cước vận chuyển cho các bác. Còn laser này của nó thì là 350.000 đồng. Đấy nhá, nó sẽ đi kèm cho chúng ta một cái chân để chúng ta kẹp vào kính ngắm. Cái laser đỏ này, laser to này, màu xanh này này, loại 350 này, trong hộp nhựa thì nó hỗ trợ cho chúng ta để kẹp vào kính ngắm như thế này. Đấy, mọi người mua và chủ yếu kẹp kính ngắm. Đấy, kẹp kính ngắm thì nó mới đẹp như thế này được. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, chúng ta về chúng ta ốp vào thẳng vào cái kính ngắm như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ kẹp vào. Cái này thì không kẹp được vào lòng súng mà cũng không kẹp được vào rãnh. Cái chân rãnh của nó đi kèm là chân rãnh 20, nên ở Việt Nam mình súng ống 20, chân 20 không có. Đấy anh em nhé, chân rãnh 20 không có, nên là chúng ta chỉ có cách kẹp vào kính ngắm này thôi. Đấy, kẹp được vào kính ngắm này rất là đẹp. Đấy, nếu mà chúng ta bắn súng ý, thì các bác lưu ý nhé, là chúng ta bắn đuôi chuột. Một tay chúng ta cầm vào báng súng như thế này, mọi người hình dung chưa? Đấy, một tay cầm báng súng này, tay này cầm báng súng này, tay này kẹp vào đây. Đấy, kẹp nó vào đây. Đấy, khi nào bắn ấy, ngầm đối phương ấy, thì chúng ta ấn này, lấy tay ngón tay này. Đấy, trong hai ngón tay chúng ta ấn nó vào. Đấy, lúc nào nó sáng thì thôi, rất dễ sử dụng thôi mà, không có gì khó các bác nhé. Đấy, chúng ta ấn vào cái nào nó sáng ngay, thấy chưa? Đấy, ấn cái nó sáng. Khi chúng ta không bắn nữa thì chúng ta bỏ tay nó ra, đấy là cái dây đuôi chuột. Đấy, mình hướng dẫn như thế chi tiết để cho anh em xem thì nó mới thuận tiện này. Ấn này, ấn cái thì nó sẽ sáng đúng không? Vào cái đuôi chuột này. Đây, chúng ta cũng ấn vào cái đuôi chuột này. Đấy, màu xanh này, các bác nhìn ban ngày nó sáng không? Đấy, màu xanh ban ngày nó mới sáng như thế này. Chứ còn màu kia thì không ăn thua. Đây này. Đấy, để bắn màu ban ngày này, các bác nhìn chưa, màu xanh nó sáng chưa? Đấy, còn màu đỏ. Màu đỏ thì nó, đây là trong nhà thì nó được như thế. Đấy, hoặc là màu đỏ ban ngày thì chúng ta bắn trời râm, ví dụ như trời mùa đông như thế này. Đấy, không có mặt trời. Đấy thì chúng ta có thể bắn được. Đấy, nếu mà chúng ta mà còn có mặt trời thì chúng ta rất là khó bắn, vì nó màu đỏ mà nó lẫn với ánh nắng mặt trời, nên là các bác lưu ý nhá khi mua hàng. Đấy, khi chọn cho một cái cho chắc chắn. Đấy, mình giới thiệu chỉ được như thế thôi. Anh em chơi laser thì chúng ta chơi bằng cái dây đuôi chuột như thế này. Nếu hỏng dây đuôi chuột thì các bác lại mua, bên shop đều có anh em nhé, mua cái dây đuôi chuột này. Đấy, cái dây đuôi chuột này các bác hỏng phải mua, không thì bác chế kiểu gì thì chế, miễn là chúng ta phải dùng bằng cái đuôi chuột này. Chứ các bác dùng bằng công tắc ở đây này, công tắc ở đây, mỗi lần bắn mà chúng ta không bắn được mục tiêu, chúng ta tắt đi tắt lại rất là mệt. Đấy, hoặc là anh em chịu khó tắt cũng được, nếu mà hỏng thì chịu khó tắt bằng công tắc được, nhưng mà theo mình dùng bằng dây đuôi chuột này thì nó thuận tiện hơn. Nó thứ nhất là vừa tiết kiệm được pin, mà thứ hai nó mục tiêu nó chính xác, mình cần thì mình ấn, không cần thì thôi. Đấy, rất dễ sử dụng. Còn đây là cái cao su, cái cao su chụp kính. Cái cao su chụp kính này nó bán lẻ là 150 bao cước ấy. Còn anh em mua theo kính ngắm ấy chỉ có 100.000 đồng thôi. Đấy, van u bình. Đấy, anh em thích gì bên mình đều có nhé. Đấy, đây anh em lưu ý, bên mình không bán khung lòng súng, bên mình không bán. Đấy, các bác nhé, chỉ bán những kính ngắm này, van bình này, rồi khớp u này, chân trống này. Đấy, chân trống ngắn, chân trống dài có hết. Nên là khi anh em nào cần thiết thì cứ liên hệ trực tiếp với mình với các số điện thoại này. Bên mình vẫn ship hàng COD, các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng rồi mới phải trả tiền. Để đảm bảo mua bán chính xác thành công thì anh em, một là nhắn tin địa chỉ, tôi muốn mua chiếc laser màu xanh 330, hoặc tôi muốn mua một chiếc laser màu đỏ 300, hoặc tôi muốn mua một chiếc laser xanh 350. Đấy, nó có 3 loại giá như vậy, thì anh em cứ nhắn tin địa chỉ và định được, không cần gọi điện. Bởi vì đôi khi là shop không nghe được, hoặc là shop đang có công việc chẳng hạn, hoặc là đang có công việc gì chẳng hạn, mình nói như thế, chẳng may các bác gọi đến là thấy thuê bao là một này, hoặc là không nghe máy là hai này, thì các bác cứ nhắn tin địa chỉ nhá, không cần phải gọi điện cũng được. Đấy, để mua bán như vậy để cho anh em thoải mái. Anh em cứ cho đầy đủ họ và tên này, số điện thoại rõ ràng này, địa chỉ rõ ràng ra, mua laser 300 hoặc 330 hoặc 350. Đấy, đây cái này thì là 300,
Đấy, laser màu đỏ mõm nhọn 300, còn laser màu xanh mõm nhọn giống như này thì 330, còn laser xanh loại to để kẹp vào kính ngắm như thế này thì là 350. Cái này chuyên để kẹp vào kính ngắm, anh em lưu ý nhé, chuyên để kẹp vào kính ngắm. Thì bên này chúng ta cũng có thể lắp thêm một cái đèn pin nữa. Đấy, đây là cái đèn pin này, anh em nhìn chưa? Đấy, cái đèn pin. Đấy, cái đèn pin này nó rẻ thôi. Đấy, để cho chúng ta lắp vào đây. Đấy, nó sẽ đi kèm cho chúng ta cái chân đấy, chúng ta thích lắp nào lắp. Cái chân này là mình phải mua các bác nhé, cái này này. Đấy. Đẹp lắm, lắp vào rất đẹp luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Chúc tất cả anh em mua bán vui vẻ thành công. Xin chào và tạm biệt.